Thưa quý vị, dường như đã thành thông lệ, cứ vào dịp cuối năm, nhiều tuyến đường lại bỗng dưng được cào xới để chờ thảm lại. Kể cả những đoạn vỉa hè từng được quảng cáo là lát đá tự nhiên có độ bền hàng thập kỷ. Điều đáng buồn hơn, nhiều tuyến phố nội thành của thủ đô xanh sạch đẹp bỗng dưng trở thành công trường bụi bặm cản trở giao thông những ngày cuối năm. Những ngày qua, cả tuyến phố Lương Định Của, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội được chỉnh trang, lát lại vỉa hè. Trời hanh khô, chỉ cần một cơn gió nhẹ, vỉa hè lại thêm một lớp bụi dày. Việc di chuyển đi lại của người dân cũng gặp khá nhiều bất tiện. Nó bụi nó dày lên mà khách mua thì chả có. Bởi vì bụi bặm như thế này xong rồi tắc đường, xong rồi đường đất nó làm như này thì người ta đi lại, người ta ra, người ta mua cũng ngại. Phố Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội, ngổn ngang vật liệu xây dựng, bụi bặm vì đào bới vỉa hè. Việc thi công hạ tầng, sửa chữa đường ống diễn ra liên tục, khiến vỉa hè không chỉ trở thành nỗi ám ảnh của người kinh doanh, buôn bán, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và việc di chuyển đi lại của người dân. Đã làm thì làm luôn một thể đi, chứ không phải là cứ làm xong là bỏ. Bỏ này đến bao giờ lại với lát, người ta đi lại là người ta rất vướng rồi. Hôm vừa rồi mới đổ bê tông nó mới được như thế này. Thế mà từ hôm đổ bê tông đến nay là nửa tháng nay rồi mà vẫn không làm. Cuối năm là thời điểm mật độ giao thông cao, nhất là trong các tuyến phố nội đô. Chỉ cần một vài điểm sửa đường, lát vỉa hè cũng ngay lập tức hình thành những điểm đen, cản trở phương tiện lưu thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Thường là đã ùn tắc rồi, nhưng mà nâng cấp sửa chữa này thì nó sẽ gây ùn tắc thêm nhiều. Rồi cũng ảnh hưởng đến người dân xung quanh sinh sống đấy. Lên đang đẹp, dân trí thì đang buôn bán ổn định. Thấy bây giờ lại cậy hết cả lên để lát cái gạch này thì tớ thấy là không phải là đá mà là gạch mà để vào dễ vỡ lắm. Nó không bền như cái gạch cũ. Một số chuyên gia cho rằng điệp khúc sửa đường cuối năm tại các tuyến phố của Hà Nội xảy ra là do có một số bất cập trong công tác quản lý giao thông đô thị của cơ quan chức năng. Nhiều trường hợp là do chạy đua tiến độ cho dịp cuối năm. Hạ tầng kỹ thuật bằng đường dây đi, bằng hệ thống ngầm đi, thì nó lại càng có sự chênh lệch trong kế hoạch của các cái này, và nó dẫn đến hiện tượng cứ đào bới liên tục thay đổi như vậy. Chúng ta cũng nên áp dụng những cái thông tin về hạ tầng kỹ thuật mới, trong đó có đồng bộ các ngành, chúng ta sẽ đỡ mất cái tình trạng cứ lát rồi lại đào xong rồi lại lấp. Những người làm vỉa hè phải là những công nhân thực thụ, mặc đồng phục giống như các nước ấy, làm một cách bài bản, một cách quy chuẩn, một cách khoa học, một cách kỷ luật, chứ không phải là thuê những anh thợ đâu đến rồi làm qua rồi về, không ai chịu trách nhiệm cả. Theo chuyên gia, việc sửa chữa cần được lên kế hoạch một cách tổng thể và có lộ trình thực hiện rõ ràng, để từ đó cơ quan chức năng có thời gian thẩm định, đánh giá phù hợp, không làm ảnh hưởng tới mỹ quan và giao thông chung.